Thùy Dương chào quý vị nha. Thùy Dương đang ngồi ăn cơm với cơm cháy với lại các kẹo kho với rau răm. Thùy Dương thì thích ăn cơm cháy lắm. Tại do là chắc mình hồi nhỏ mình sinh ra trong gia đình nghèo khổ á. Mình nhường cái phần cơm trắng cho em mình ăn. Còn cái phần cơm cháy mình vác mình ăn sau. Cho nên hình như mình ăn cơm cháy riết nó thành cái thói quen và mình ghiền ăn với nó. Cho nên ai mà nấu cơm, ai mà không ăn cơm cháy để Dương ăn cho. Tại sao thì Dương làm cái video này trên Facebook của thì Dương không biết tại sao nó cứ hiện rất là nhiều cái video của những cái đứa nó làm về đồ ăn, mà tôi không biết là quý anh chị, khi mà quý anh chị nhìn họ làm đồ ăn mà họ ăn cái kiểu như vậy nè, thì tôi không biết là quý vị có thấy ngon không. Có lẽ là ngày trước Dương ở Việt Nam Dương cũng ăn như vậy, nhưng mà bây giờ tôi ở nước ngoài tôi ăn không còn ăn như vậy nữa, tôi thấy người ta ăn tôi chịu không nổi. Ngon quá. Rồi xong. Bây giờ thì Dương chuyển qua ăn cái kiểu mà mình ở nước ngoài rồi á. Mình ăn cho quý vị coi nha. Đây là cái dĩa khô cá kèo của tôi. Tôi ít khi nào tôi nấu đồ ăn Việt Nam. Mà có cơm ăn với cơm là lâu rồi Dương không có ăn cơm. Lâu lâu thèm cơm nấu ăn cơm cháy thôi. Mình bỏ cơm vô miệng mình ăn. Rồi thì Dương dừng lại. Đó, quý anh chị nhìn xem hai cái sự khác biệt ha. Cho nên khi á mà người Việt Nam của mình á ở Việt Nam ăn cái kiểu ăn giống như lúc ban đầu thì Dương làm á, thì gần như người ta rất là khó chịu. Làm sao để mình sửa được cái ăn mà tập cái thói quen ăn không có dễ. Nếu mà dễ á, thì sang nước ngoài người ta sẽ thay đổi rất là nhanh. Người ta chỉ thay đổi khi người ta nhìn xung quanh á, người ta thấy là người ta với những người xung quanh đó, người ta thấy người ta không giống ai, người ta mới sửa thôi. Còn ở trong Việt Nam á, nhìn ai ăn cũng giống nhau cho nên rất là khó sửa. Thì Dương không có ý chọc quê đâu nha, nhưng mà mình thay đổi. Đừng nói tôi ở Việt Nam ăn vậy mới ngon. Thật sự ra khi mà mình quen ăn vậy, người ta tạo cái cảm giác cho cái người đối diện họ rất là bực mình. Rồi quý vị có không hài lòng thì quý vị cho tôi biết nha, tôi làm có gì sai không nha. Rồi xin chào quý vị.